Ngọc xin chào các cô chú anh chị em và các bạn. Trong cái video của ngày hôm nay thì Ngọc muốn nói tiếp đến cái phần sau hay cái phần thứ hai còn lại đó của cái hai thực phẩm chức năng là cái chất mà MMN và cái chất NR. Thì trong cái phần trước video đó thì Ngọc đã có viết ra rõ ràng cái tên và đầy đủ của hai cái viết tắt này là cái gì. Nhưng mà nếu như thực sự mình muốn tìm hiểu thêm về nó thì cứ lên trên Google và gõ vào những cái chữ viết tắt này thì nó sẽ lên hết những cái thông tin mà nói về nó. Thì Ngọc muốn nhắc sơ một chút là hai cái chất này, cái thực phẩm chức năng này nó không phải là hai chất mà gọi là trực tiếp tác động lên trên cơ thể của mình. Mà khi nó vào trong cơ thể thì nó được cơ thể sinh học đó, chứ Ngọc chưa nói tới là con người, hay con người cũng là sinh học. Nhưng mà đại khái là tới thời điểm hiện tại thì những cái thí nghiệm chủ yếu là trên con vật hay chính là con chuột đó, chứ còn những cái nghiên cứu khảo sát mà theo dõi trên cơ thể gọi là human đó thì nó vẫn còn rất là giới hạn, tại vì cái lĩnh vực này nó còn đang mới mẻ chứ nó chưa có lâu lắm đó. Thì khi mà hai cái chất này vào gọi là chất tiền khởi chứ không có tác dụng trực tiếp thì nó sẽ được chuyển qua cái dạng là cái NAD cộng này, và cái này là một cái nó gọi là cái enzyme đó, thì nó sẽ được cái cơ thể sinh học sử dụng và tạo ra một cái chất khác gọi là sirtuin. Ngọc viết lại đó, thì đây mới chính là cái chất mà điều khiển những cái phản ứng sinh học này nọ mà trong cơ thể của sinh học, trong cơ thể sinh học hay là trong cơ thể con người. Chính vì nó là những cái chất mà tiền khởi cho nên cái câu hỏi mà đặt ra ở đây là thực sự khi mình dùng nó vào đó thì đúng là hai cái này nó được sử dụng, nó chuyển qua cái này. Tuy nhiên chưa có một cái thí nghiệm nào để khẳng định được rằng là những cái chất mà NAD cộng mà được chuyển qua từ cái thực phẩm chức năng lấy vào đó thì có được cơ thể mình dùng hay là không. Tại vì chính cái bản thân của cái chất này đó là cái cơ thể sinh học nó sử dụng những cái vật liệu và nó chế ra, tự chính nó cũng chế ra cái chất này rồi đó. Cho nên cái câu hỏi ở đây là nếu như mình uống những cái chất tiền khởi này vào nó sẽ được chuyển hóa qua cái chất này, nhưng những cái chất mà được chuyển hóa đó từ cái mà mình uống vào đó thì có phải là những chất mà cơ thể mình sử dụng hay không, hay là nó chỉ sử dụng ra những cái mà chính nó làm ra không thôi. Đó, đó là cái điều mà người ta chưa chứng minh được. Cho nên đó là cũng là cái lý do Ngọc mới nói là cái kết quả để mà chứng gọi là khẳng định được cái tác dụng của hai cái thực phẩm chức năng này đó nó còn giới hạn là vì lý do đó. Cái chất này thì luôn luôn cơ thể mình nó tạo ra, tại vì nó rất cần thiết để tạo ra cái đó, rồi từ cái đó mới giúp mà tạo ra cái chất này để mà điều khiển tất cả mọi những cái hoạt động sinh học mà trong cái video trước Ngọc đã nói rồi đó. Ngọc không muốn nhắc lại, Ngọc sẽ link cái đó vào trong cái video này. Nếu như các cô chú chị em nào của mình mà chưa có xem cái phần 1 đó thì hãy vào xem đó để cho hiểu rõ hơn, nó đầy đủ chi tiết hơn. Thì chính vì cái kết quả nghiên cứu, cái sự khẳng định đó nó rất là còn giới hạn, tại vì nó tương đối mới, cho nên thành ra chưa có một cái gì mà đúc kết mà nói khẳng định được rằng đó là nếu như mình uống hai cái chất này, thực phẩm chức năng này vào thì nó sẽ giúp cải thiện những cái vấn đề mà mình muốn cải thiện. Mặc dù nếu như mà khi nói về tới cái tác dụng của cái chất này trong cơ thể của mình đó, thì nó có rất là nhiều thứ mà nó rất là hay. Nếu như mà trên cái cơ sở mà khoa học đó suy luận ra đó thì nó có những cái tác dụng nó rất là tốt, nhưng mà thực sự từ cái này mà để đi đến tới cái này và nó tạo ra những cái kia đó thì thực sự người ta chưa tìm ra được cái kết quả gì để có thể khẳng định cái sự liên kết là như vậy đó.
Cho nên đó là cái lý do mà Ngọc Khuyên là không nên dùng. Một cái lý do khác nữa mà Ngọc Khuyên không nên dùng đó là tại vì hai cái chất này ở trong thực phẩm thức gọi là trong thức ăn tự nhiên nó vẫn có ở trong đó chứ không phải là không. Cho nên nếu như mà mình có thể ăn uống tự nhiên được thì mình nên làm cái điều đó thay vì phải mua những cái này đó, mà mình không biết nó có tác dụng tốt nữa là nó có giúp mình hay là không đó. Thì những cái thức ăn tự nhiên trong cái video này đó là cái mà Ngọc muốn nói để cho các cô chú anh chị em mình, nếu như ai thực sự mà suy nghĩ tới cái vấn đề mà uống cái này đó thì tốt nhất mình nên ăn những cái thức ăn mà tự nhiên mà có nó trong đó thì Ngọc nghĩ nó vẫn tốt hơn nhiều. Thì Ngọc liệt kê xuống đây, dưới đây là những cái thức ăn mà có hai cái chất này. Thì cái sữa tươi đó hay sữa bò đó thì nó đã có hai cái chất này trong đó, và cái thành phần, cái hàm lượng nó cũng rất là cao. Ngoài ra riêng cái chất mà N, chữ M mà chữ N đó thì nó có thêm trong những cái gọi là rau củ quả nữa, như là trái bơ cũng có, bông cải xanh tức là broccoli tiếng Anh đó, còn trái bơ tiếng Anh là avocado đó, rồi bông cải xanh là broccoli, cabbage cũng có, hoặc là bắp cải su, tiếng Việt mình bắp cải su đó cũng có, cà chua cũng có trong đó, và đặc biệt cái thịt bò sống. Thành ra nếu như mình ăn bò tái vào đồ thì có thể là vẫn đảm bảo một phần nào cái có cái nó ở trong đó. Nhưng bất cứ cái thực phẩm nào coi như là đồ ăn thức uống đó mà nó có những cái chất bơ sữa ở trong đó thì là có nó ở trong đó. Tại vì cái thành phần sữa tươi đó là nó có khoảng 40% tổng hợp những cái chất mà gọi là tiền khởi này, tức là hai cái này đó. Thì một những cái điều mà Ngọc muốn các cô chú anh chị em mình chú ý ở đây đó là cái này là nói tới nếu như mình thực sự là muốn sử dụng nó. Tại vì đối với Ngọc, khi Ngọc đọc những cái thông tin thì Ngọc thấy nó không có cái gì mà nó nói, nó để cho Ngọc một chút gì để mà nghĩ ở thử, nên thử. Thực sự Ngọc không thấy cái điều đó. Nhưng nếu như các cô chú anh chị em nào của mình vẫn nghĩ rằng muốn thử nó thì chú ý giúp Ngọc, đó là hai cái này là hai chất tiền khởi để mà tạo ra cái đó. Nhưng không phải là mình uống cả hai nha, không nên uống cả hai. Chỉ uống một trong hai mà thôi. Và thêm một cái chất nữa, đó là cái chất niacin. Thì thực sự hai cái này và cái chất niacin này, tất cả những cái này nó đều có liên quan cái thành phần gọi là hóa học của nó, cái kết cấu hóa học của nó đó, cái structure đó, cái chemical structure của nó đó, nó liên quan tới cái vitamin B3. Thì cái niacin này và hai cái này là ba cái mà không nên uống cùng chung với nhau. Phải nhớ như vậy giúp Ngọc, không nên uống cùng chung với nhau. Hay nói tóm tắt lại, thực sự nếu như các cô chú chị em mình chỉ cần ăn những cái thực phẩm thức ăn này thôi, thực phẩm mà gọi là tươi sống này thôi là tốt rồi, đảm bảo rằng là mình có những cái vật liệu cần thiết để nó vào trong cơ thể của mình, để cho chính cơ thể của mình tạo ra những cái gì nó cần thiết. Thực sự cái đó là cái suy nghĩ mà Ngọc luôn luôn cho đó là tốt nhất và đúng nhất đối với đó là cái suy nghĩ của Ngọc. Đó. Nhưng mà nếu như mình ấy thì vẫn cẩn thận với ba cái này, không nên dùng nó với nhau quá nhiều. Và một cái điều mà khi Ngọc đọc qua những cái thông tin mà nói về những cái thực phẩm chức năng mà có những cái chất này trong đó đó, và đặc biệt là cái chất này, thì Ngọc có thấy rằng là có cái vấn đề với cái chuyện mà bị dị ứng. Tại vì với những cái vật liệu mà người ta sử dụng để người ta tạo ra những cái thực phẩm chức năng này đó thì nó có cái những cái thành phần mà nó tương đối nó dễ tạo dị ứng. Cho nên nếu như mà các cô chú chị em nào của mình mà khi muốn mua những cái thực phẩm chức năng này đó, không phải là chỉ thấy cái chữ này không thôi,
mà nên lặt ở cái phía sau á, tức là mỗi bất cứ một cái thực phẩm gì, cái gì mà mình ăn uống vậy đấy, hay là mình bất cứ cái thuốc cũng vậy, tức là cái gì mà đưa vào cơ thể của mình ở phía sau cái bình thuốc hay phía sau cái bao thực phẩm chức năng ăn uống đó, nó đều có viết tất cả những cái thành phần, những cái vật liệu, chất liệu gì mà nó sử dụng để tạo ra cái sản phẩm đó. Thì khi mình đọc đó đó, nhất là những người mà có cơ địa hay bị dị ứng vào thức ăn hay thực phẩm thì phải càng đọc nó kỹ hơn nữa. Nhưng mà Ngọc khuyên tất cả mọi người chứ không phải chỉ các cô chú chị em mà hay bị dị ứng đó, nên đọc nó cho kỹ. Không phải mình chỉ đọc thường, khi mà trong cái thành phần mà nói về dinh dưỡng thì những cái chất liệu mà nó sử dụng đó thì phía trên là nó nói cái thành phần chính, thì thành phần chính nó sẽ nói những cái này, nhưng phải đọc xuống ở phía dưới hết luôn đó. Khi mà cái chỗ, tức là nếu trong bình thường nó gọi là, thì ở phần trên nó gọi là active ingredient và phía dưới nó cho nó là inactive ingredient, thì cái thành, cho nên là cái thành phần chất liệu phụ đó, chất liệu chính và chất liệu phụ. Cái chất liệu phụ là những cái chất mà nó bỏ thêm vào để nó tạo ra cái sản phẩm này, thì phải đọc luôn cả cái phần đó. Tại vì theo như những cái thông tin mà Ngọc đọc, người ta có nói tính cái sự cẩn thận chú ý, tại vì có thể mình sẽ bị dị ứng với những cái thành phần, cái chất liệu phụ mà khi người ta bỏ vào để tạo ra cái sản phẩm này đó. Cho nên thành ra phải đi hết những cái thành phần đó và xem thử là một trong những cái đó là những cái nào mà nó nhìn nó quen thuộc với mình mà mình bị dẫn với đó hay là không đó. Thì hết sức cẩn thận, tại vì Ngọc đọc và thấy rằng là có thể đem đến những gọi là cái severe allergic reaction, tức là những cái phản ứng mà bị dị ứng rất là nặng. Thường khi mà phản ứng mà dị ứng nhẹ đó là ví dụ như mình thấy hơi ngứa ngứa đó thì nó là nhẹ, nhưng mà khi mà nó mẫn cảm, nó nổi lên gọi là mề đay đó, nó nổi đỏ mề đay mà nhiều đó là cái nó phản ứng nặng rồi. Và thường khi mà như vậy đôi khi nó đi kèm với cái mà nặng nhất nữa là cái phản ứng mà khi nó làm cho cái khí quản của mình đó nó co bóp, mà khi nó co bóp á, khi nó bóp lại nó làm cho mình, khi nó chuyện đó mà co bóp nó xảy ra thì nó làm cho mình bị khó thở. Mà trong trường hợp đó mình phải đi vô emergency, phải đi vô phòng cấp cứu liền để người ta gọi là trở tay đó, chứ không là không kịp. Cho nên thành ra hết sức cẩn thận khi mà sử dụng những cái thực phẩm chức năng này. Đó là cái điều mà Ngọc muốn chú ý ở đây. À, riêng về mà phụ nữ mang thai, phụ nữ đang cho con bú thì rõ ràng nếu như người bình thường khỏe mạnh Ngọc khuyên không nên uống, thì dĩ nhiên phụ nữ mang thai, phụ nữ đang cho em bé bú hoàn toàn dứt khoát không nên dùng. Tại vì đó là cái giai đoạn mà rất là nhạy cảm, không phải chỉ ảnh hưởng bản thân mình thôi mà ảnh hưởng cái đứa nhỏ nữa. Cho nên thành ra hoàn toàn không nên dùng nó. Và cái điều tốt nhất cuối cùng mà Ngọc khuyên là nên tư vấn với bác sĩ nếu như các cô chú anh chị em mình có dùng thuốc hay những cái việc mà bệnh nền bệnh đồ khác đó, thì nên tư vấn phật bác sĩ. Thực sự Ngọc, cái này là cái điều mà Ngọc muốn chia sẻ. Đôi khi khi mà Ngọc viết cái chữ tư vấn bác sĩ ở đây đó thì Ngọc cũng muốn các cô chú anh chị em mình cẩn thận một chút, là tại vì đôi khi bác sĩ nhưng mà chưa chắc rằng là người ta nắm hết mọi vấn đề. Ngọc muốn nói như vậy. Cho nên thành ra khi mình hỏi mà tư vấn bác sĩ đó, mình cũng phải cẩn thận. Tại vì đôi khi những cái chuyên môn và đôi khi có những cái mà cái thực phẩm chức năng nó quá mới ở trên thị trường đó, đôi khi bác sĩ cũng không nắm hết mọi thứ ở ngoài thị trường. Ngay cả như Ngọc dược sĩ cũng vậy, không chắc chắn là Ngọc sẽ nắm vững hết tất cả mọi những cái ngoài thị trường. Mà nếu như khi mà mình hỏi tới cái đó mà bác sĩ gọi là chưa có biết về nó nhiều đó, thì đôi khi cái câu trả lời nó cũng không chính xác. Cho nên thành ra Ngọc muốn nhắc nhở các cô chú anh chị em mình là như vậy. Thành ra cẩn thận với cái điều đó khi mà mình tư vấn bác sĩ, và chính bản thân mình cũng nên lên trên mạng để mà tìm hiểu tính nó. Và đặc biệt
Nếu như các cô chú Ngọc nói cái này là một cái điều mà đó cũng là cái lý do tại sao Ngọc làm cái kênh này là vậy. Tức là các cô chú chị em mình, nếu như ai đã có duyên với Ngọc, những cái gì mình không chắc chắn đó thì tư vấn bác sĩ, nhưng mà nếu như các cô chú không chắc chắn nữa, cứ cho Ngọc biết thì Ngọc sẽ, nếu như từ kiến thức của Ngọc mà Ngọc chưa có vững về nó, chưa có biết nhiều về nó đó, thì Ngọc sẽ tìm hiểu để mà giúp các cô chú anh chị em mình có cái quyết định nó chính xác hơn. Chứ không nên bao giờ đưa cái gì vào trong miệng mà khi mình chưa chắc chắn là nó có giúp mình hay không, mà cái vấn đề quan trọng hơn nữa là cái sự an toàn của nó. Đó, cho nên hãy hết sức cẩn thận. Cái vấn đề ăn uống, đôi khi mình ăn uống bình thường mình cũng bị giỡn nữa, huống hồ chi là mình đem mình có thực phẩm chức năng thì cái chất nó lại càng nhiều, càng đông đặc hơn nữa đó. Nên cẩn thận với cái điều đó. Thì Ngọc dừng cái video ở đây. Nếu như các cô chú anh chị em nào của mình mà có cái câu hỏi gì cụ thể hơn liên quan tới hai cái thực phẩm chức năng này thì hãy cho Ngọc biết. Ngọc mới vừa nhớ tới một cái thông tin mà lý do cái em mà hỏi Ngọc về cái chất mà NO này đây, thì có nói với Ngọc là bác sĩ về sản phụ khoa đó có giới thiệu với em và nói với em, Ngọc quên mất là Ngọc muốn đọc rõ ràng chính xác cái điều em nói, nhưng mà đại khái là giống như là giới thiệu cái sản phẩm mà NO này nè với em và nói với một câu nữa là ồ cái này nó giúp gọi là làm tươi trẻ buồng trứng, cái ý nghĩa là như vậy, tươi trẻ buồng trứng. Thì khi mà Ngọc đọc cái câu mà em nhắn vào đó và em muốn Ngọc là kiểm chứng thử điều đó thực sự như thế nào, thì khi mới đọc tới cái câu đó thôi là Ngọc đã nói rằng Ngọc rất là nghi ngờ về cái điều đó. Tại vì thực sự á, tới thời điểm hiện tại Ngọc chưa biết được cái chất nào mà gọi là làm tươi trẻ buồng trứng. Nếu như sau này có thời gian thì Ngọc sẽ chia sẻ, mà thực sự Ngọc có rất là nhiều cái đề tài mà các cô chú anh chị em thắc mắc gửi vào. Nhưng mà thực sự khi nói tới cái buồng trứng, không có cái gì mà nói là làm tươi trẻ buồng trứng. Tại vì thực sự cái buồng trứng đó, khi mình mới vừa sinh ra, Ngọc nói sơ ở đây thôi, khi mình mới vừa sinh ra đời là những cái trứng trong người cơ thể phụ nữ đó, những cái trứng đó nó cũng đã hình thành từ cái lúc đó luôn rồi. Thành ra nói mà làm tươi trẻ cái buồng trứng thì Ngọc thực sự không hiểu là cái chính xác là cái ý nghĩa như thế nào, nhưng mà theo những cái ý nghĩa thông thường từ cái câu nói đó thì thực sự Ngọc không nghĩ là có cái chất nào mà nó giúp cho cái vấn đề đó. Cho nên thành ra Ngọc trả lời em liền, tức là hoàn toàn không có điều đó, trừ khi cái gì đó Ngọc chưa biết, chứ còn thực sự theo những cái gì mà hiểu biết của Ngọc hoàn toàn không có cái đó. Mà Ngọc kể cái câu chuyện này chỉ là một nói, chỉ một muốn nói là một cái điều rằng á, khi người ta muốn quảng cáo một sản phẩm, dĩ nhiên người ta muốn bán và muốn có người tiêu dùng nó thì người ta mới bán được, thì người ta mới có lời, thì người ta mới đem lại cái lợi ích. Thì người ta có thể nói thao thao bất tuyệt hay là nói tới những cái tác dụng mà nó quá tuyệt vời, tại vì có như vậy thì mới có người mua, chứ còn nếu như không thì đâu có ai mua đó. Nhưng mà ví dụ mỗi khi nó qua mỗi người thì nó lại được chuyển hóa một chút và cuối cùng nó thành ra một cái thông tin mà Ngọc thấy nó rất là buồn cười. Cho nên thành ra Ngọc muốn chia sẻ cái câu chuyện nhờ gọi là ngắn gọn như vậy để cho các cô chú anh chị em mình hiểu cái vấn đề ở đây là đừng có nghe những cái gì mà gọi là quảng cáo mà nói gọi là nói với thiệt với Ngọc, suy nghĩ của Ngọc không có thuốc nào là thuốc tiên hết, không có cái nào mà trị bá coi như là bao nhiêu bệnh và nó quá tuyệt vời như vậy đó. Cho nên thành ra nói thì gọi là phải hiểu cho nó chính xác và tự mình phải nghiệm về những cái điều mà mình nghe đó, thực sự nó có một cái gì mà mình có thể dựa vào đó để mình tin tưởng được hay là không. Thì Ngọc xin dừng cái video ở đây. Cảm ơn cái sự theo dõi cũng như là chia sẻ ủng hộ Ngọc trong những cái ngày tháng qua. Thì hy vọng là Ngọc sẽ đem đến được những cái video mà nó có những cái lợi ích tốt cho các cô chú anh chị em trong cái tương lai. Đăng ký vào kênh cũng như thumb up, like cái video giúp Ngọc và chia sẻ những cái thông tin đến người quen bạn bè giúp Ngọc.
để giúp cho cái kênh nó phát triển được mạnh hơn. Ngọc xin dừng.